lô ghế cà phê sofa Borada Alba gỗ áp 100% tựa lưng cũng gỗ luôn, uốn cong, bọc vải bố sơn màu đen. Này là vải bố hoa nha. Lô ghế này giao quán cà phê ở Đà Nẵng. Ghế này anh chỉ có thể chọn màu sơn, màu vải hoặc là màu simili, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Hàng này có sẵn số lượng lớn tại xưởng, chỉ cần anh chị đặt hàng bên xưởng sẽ tiến hành làm ngay. Quay một vòng không, quay cận cảnh thêm lần nữa cho anh chị xem. Lô này là 30 cái. Này là mặt sau, đây là mặt hông và mặt trước. Rồi, kính mời anh chị lên đơn nha.